Rồi các chế đâu? Vô thì chấm cho em xin một chấm nha. Cho em xin một chấm nha các chế ơi. Rồi chia sẻ bài giúp em nha, 50 lượt xem em tặng cho 5 chị đầu tiên nha, 5 chị may mắn đầu tiên nha. Chia sẻ bài giúp em nha. Chị áp dụng cho các chị chia sẻ bài 5 lần.
Rồi nha, em có ghim bài đó nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giúp em 5 lần nha. Bây giờ mọi người cứ comment tặng vô nha. Đến 50 lượt xem em sẽ bốc bất kỳ 5 người. 5 người nha, nhưng mà 5 người đó là phải chia sẻ bài cho em đã nha. Chia sẻ bài cho em 5 lần, 5 lần và ấn theo dõi Facebook của em nha. Em sẽ tặng cho 5 chị đầu tiên 5 cái đầm như em đang mặc nha. Rồi mọi người cứ comment tặng giúp em ạ. Comment tặng không giới hạn nha mấy trẻ ơi. Comment tặng không giới hạn và chia sẻ bài giúp em nha. Mọi người chia sẻ bài giúp em lên các trang và trên trang cá nhân nha. Chỉ cần đủ 5 lần nha, em sẽ kiểm tra chị nào đủ 5 lần và theo dõi Facebook Mi Phạm của em nha. Mọi người cứ comment tặng giúp em mà chia sẻ giúp em đủ 5 lần nha. Nha mọi người ơi, đầm của em đang mặc nè, chất cô tông bao đẹp luôn, 60kg độ lại mặc vừa nha. Cao trên 1m6 thì 60kg độ lại mặc vừa nha. Em chọn phần quà này người nào cũng mặc được ha. Rồi, đầm của em đang mặc là có 3 màu như sau nha mọi người ơi. Màu xanh nè, sọc xanh trắng nè và sọc đỏ đen nha và trọc vàng xanh nha. Rồi mọi người comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Tặng số điện thoại giúp em đi ạ. Mọi người comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Chia sẻ bài cho em 5 lần nha. Chia sẻ bài cho em 5 lần. Comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Em sẽ bốc 5 chị đầu tiên nha. 5 chị đầu tiên, 5 chị may mắn nhất nha. 5 chị may mắn nhất em sẽ bốc tặng cho 5 chị may mắn nhất. Cho nên là chị nào chia sẻ và comment chia sẻ giúp em nha, chia sẻ bài giúp em nha, 5 lần nha và comment tặng giúp em nha. Comment tặng giúp em đi ạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ cho em 60 nhóm nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giúp em nha, mọi người comment tặng giúp em nha. À, thể lệ hợp lệ được tặng là mọi người, em sẽ kiểm tra mọi người nha. Đúng 5 lần mọi người đã chia sẻ 5 lần nha. Và theo dõi Facebook của em thì mới được tặng nha các chế ha. 25 người rồi, chỉ còn 25 người nữa thôi là các chị sẽ được tặng một món quà nha. Các chị cứ comment tặng. Các chị comment tặng nha. Các chị cứ comment tặng và số điện thoại giúp em nha. Em sẽ bốc bất kỳ nha, chứ không phải là lúc đó em mới bốc nha. Cho nên là mọi người cứ comment tặng bất kỳ cho em nha. Đó, các bước của em nè. Đó, mọi người ấn vô và theo nha. Chưa nha chị ạ, bao lớp bao nhiêu lớp đổ ơi, chị chưa gửi đồ cho em nha. Hôm qua chị like Shopee Hương thấy em nè. Rồi mọi người ơi, mọi người để tục bill rồi nè. 25 người bây giờ, 20 mấy người bây giờ, chỉ còn 19 người thôi nè. Nếu em chưa mua nữa thì gửi luôn, ok em. Rồi mọi người chia sẻ bài giúp em đi à. Mọi người cứ comment tặng đi. Tặng cộng số điện thoại giúp em nha, tặng cộng số điện thoại giúp em nha, không giới hạn nha mọi người ơi. Mọi người làm sao mà đừng có tụt tiêu nha, mọi người mà tụt tiêu là không có được tặng đâu nha. Mọi người cứ comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha, tặng cộng số điện thoại giúp em nha, đủ 50 người, 50 lượt xem thì em sẽ tặng cho mình 5 chị đầu tiên nha, một cái đầm của em nha, đầm như em đang mặc nha. Đầm như em đang mặc nha mấy chị ha. Đầm như em đang mặc nè. Xem hôm nay các chị có nhận được 20 món quà của em không nha. Hôm nay là em chỉ chơi mini game thôi. Em chỉ chơi mini game và tặng quà cho mọi người thôi. Em không có bán nha các chị ơi. Em không có bán nha. Rồi, đầm như em đang mặc 58, 57, 58kg độ lại mặc vừa. Ai em 1m6 thì 60kg vẫn mặc vừa nha, rất là xinh luôn, có 3 màu, màu vàng, màu đỏ và màu xanh nha. Mọi người cho mình tặng cộng số điện thoại giúp em ạ, à. Tặng cộng số điện thoại giúp em ạ. À. Mọi người ơi, những người nào mà không comment được nha, mọi người vô trang, mọi người bấm tương tác với em, mọi người phải vô trang cá nhân của em. Không bán nữa em nha, không bán nữa, hôm nay chị không có bán nha. Hôm nay chị không có bán nha, 30 lớp đổ ơi. Rồi mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Mọi người không comment được thì mọi người vô trang cá nhân của em, mọi người theo dõi em và mọi người like một và hai bài viết bất kỳ trong trong cái trang cá nhân của em thì mà cái độ tương tác của Facebook của em nó mới cao nha. Em mới thấy comment của mọi người nha. Em thấy chị Hương Nguyễn nè, em thấy chị Bột Béo nè, em thấy chị Hương Hà nè. Mọi người ơi, nhanh tay lên nha.
tặng cộng số điện thoại giúp em nha, tặng cộng số điện thoại giúp em ạ, tặng cộng số điện thoại giúp em. Em thấy chị xinh nhưng không đẹp nha, chị thấy Fabi lớp đổ nha, em thấy Hương Hà nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em nha, 50 lượt xem em sẽ tặng cho 5 chị bất kỳ nha mọi người ơi. Mọi người nhanh tay giúp em mà tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Em chơi giờ này chắc, em chơi giờ này chắc các chị, chắc các chị rồi mọi người nhanh tay nha, hôm nay em chỉ có 20 phần quà cho mọi người thôi. Em chỉ thấy chị Nguyệt Hồng nha, em thấy chị Kim Phương Nguyễn nha, em thấy chị Hương Nguyễn nha. Mọi người cứ không bình hoài luôn, tặng cộng số điện thoại giúp em đi ạ. Tặng cộng số điện thoại giúp em nha, em thấy chị Hương Hà nha, em thấy tất cả mọi người nha. Em thấy chị Phượng Nguyễn nè, em thấy chị Dạy Trần Thị Bé nè, thấy Mavi Lớp Đổ nha, thấy Hương Nguyễn nha. Mọi người ơi, tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Em thấy hết tất cả mọi người nha mọi người ơi. Em thấy chị nha, Bích Giao Võ ơi, em thấy chị, em thấy chị Hồng Nguyệt nè, em thấy chị Lê Hà nè, tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Các chị ơi, bởi vì bữa này á là em thấy chị Hồng Nguyễn nè, em thấy chị Hương Hà nè. Các chị ơi, bây giờ á là bữa này á là Facebook á là người ta đã hạn chế cái sự tương tác giữa người bán hàng với lại khách, với lại những người mà mua hàng á, cái tương tác nó ít nha, cho nên là mọi người vô Facebook bấm theo dõi cho em nha, đúng hợp lệ em mới tặng quà nha mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, tặng cộng số điện thoại giúp em nha, tặng cộng số điện thoại giúp em đi ạ. Mọi người ơi, tặng cộng số điện thoại giúp em đi nha. Cái đầm của em rất là xinh luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Cô tông 4 chiều này ai mặc cũng được hết á, 50kg, 60kg mặc cũng được nha. Em chia sẻ vào nhóm mọi người coi rồi nha, theo dõi rồi nha chị. Ok Đoàn Hà nha, phải bấm theo dõi nha mọi người ơi. Em thấy chị Tam Thủy nè, thấy Đoàn Hà này, thấy Bột Béo này. Mọi người chia sẻ bài và chấm bài giúp em nha. Chia sẻ bài giúp em. Comment tặng số điện thoại giúp em đi ạ. Comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Mọi người comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Mọi người phải hợp lệ em mới tặng quà cho mọi người nhé. Em thấy tất cả mọi người nha. Đầm đẹp quá, đúng rồi chị ơi. Đẹp em mới tặng nha chị yêu ơi. Đẹp em mới tặng ha. Rồi đầm cộng số điện thoại giúp em nha. Đầm cộng số điện thoại giúp em nha. Chút xíu em sẽ có thêm một món quà cho mọi người nữa. Rất là đẹp luôn nha. Em thấy tất cả mọi người nha. Em thấy chị Hồng Nguyệt nè, em thấy chị Hương Hà nè, em thấy chị em thấy tất cả mọi người nha. Chị thấy em Đoàn Hà nè. Rồi mọi người chia sẻ bài giúp em đi. Mọi người chia sẻ bài giúp em mà ấn theo dõi em. Và chỉ cần chia sẻ 5 nhóm thôi nha. Em thấy chị Biển Tình nè, em thấy chị Linh Hồng Nguyễn nè, em thấy chị Nguyễn Nhung nha, em thấy chị Hương Nguyễn nha, em thấy chị Hương Hà luôn. Mọi người tặng, thấy Tuyết, thấy Tuyền Nguyễn nha, thấy Hồng Nguyệt nha. Mọi người ơi, mọi người tặng cộng số điện thoại giúp em đi ạ. Chỉ cần 50 lượt xem thôi, 50 lượt xem là quá ít đúng không mọi người? Bình thường người ta phải 200, 300 mới tặng. Em chơi rất là dễ luôn. Em thấy chị Phương Nguyễn nha. Chia sẻ 60 nhóm rồi chị yêu ơi. Rồi cảm ơn nha Linh Hồng Nguyễn nè, cảm ơn Bột Béo nè. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em nha. Mọi người chia sẻ giúp em đi. Mọi người có biết không? Chia sẻ bài giúp em nha. Chỉ có 50 người thôi, 50 người rất là ít luôn ạ. Mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Em sẽ tặng cho 5 chị bất kỳ nha. Em thấy chị Lê Hà nha. Em chỉ còn 5 cái để tặng cho mọi người thôi ha. Mã này em chỉ còn 5 cái để tặng cho mọi người thôi. 32 người rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ lên bài lên giúp em nha. Rồi tặng kèm số điện thoại giúp em, tặng cộng số điện thoại giúp em ha. Tặng kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Tặng kèm số điện thoại giúp em ha. Mọi người có thấy em mà mọi người có nghe em nói không? Rồi chia sẻ rồi, cảm ơn em rất là nhiều. 40 người rồi mọi người ơi, 40 người rồi nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giúp em thấy chị Út Luyện nè, em thấy chị Hương Hà nè, thấy chị Trinh Nguyễn nè, thấy em nè, Barbie Lớp Đổ nè. Rồi mọi người ơi, mọi người
40 lượt xem, gần 40 lượt xem rồi mọi người ơi, chỉ cần 10 người nữa thôi, mọi người chia sẻ thêm cho em nha, tặng kèm số điện thoại giúp em nha, em sẽ tặng quà cho mọi người ha. Xem là chị nào sẽ được cái đầm của em tặng nha. Tặng kèm số điện thoại giúp em nha, em thấy chị bột béo nè, mọi người comment liên tục đi. Em thấy tất cả mọi người nha, mọi người ơi, mọi người chấm bài và chia sẻ bài giúp em nha. Đó, chia sẻ 5 lần, ấn theo dõi Facebook em nha, ấn theo dõi thì mới được nha. Ấn theo dõi thì mới được nha các chế ơi. Chút nữa em kiểm tra. Come on, man, get your phone number up, guys.
mà người đang trúng hồi nãy nha. Hồi nãy mà người trúng hồi nãy này em sẽ đọc người đầu tiên này. Yên Dương này. Yên Dương trúng này, comment cho em số, comment cho em địa chỉ nha, em cũng quà nha. Tự động nhắn tin với em nha, tự động nhắn tin và inbox cho em nha. Yên Dương là người đầu tiên trúng này. Người thứ hai là Hồng Nguyễn này. Người thứ ba là Đoàn Hà này. Người thứ tư là Babylon Đỗ này. Người thứ năm là Bột Béo nha. Mọi người chia sẻ bài giúp em. Mọi người chia sẻ 5 lần và chia sẻ 5 lần và không bình thẳng giúp em nha. Rồi món quà tiếp theo em tặng cho mọi người nha. Rồi món quà tiếp theo em tặng cho mọi người là một cái áo chạy bay em đang mặc. Rồi một cái áo chạy bay em đang mặc nha. Rồi 114 người rồi mọi người ơi. 114 người rồi nha. 114 người rồi nha. Rồi mọi người ơi, mọi người xong mình tặng tổng số điện thoại cho em nha. Tặng tổng số điện thoại cho em à. Tặng tổng số điện thoại cho em nha. Rồi mọi người thấy cho nó áo em đang mặc nha. Áo em đang mặc em sẽ tặng cho 5 chị may mắn thứ hai nha. Em sẽ tặng cho 5 chị may mắn thứ hai nha. Bột Béo ơi, em đã được tặng nha. Bột Béo ơi, em đã được tặng và thông mình địa chỉ cho chị nha. Rồi mọi người ơi, nữa đi ạ, lên đi. Lên đi giúp em đi nha. 120 người rồi nha. Em nói thiệt, em nói lại nha. Rồi, em nói lại cho mọi người nghe nè, thể lệ chơi mini game của em nha, không có gì khó khăn hết á. Chia sẻ giúp em 5 lần vào nhóm hoặc là trên trang cá hộ của mọi người, trên trang cá nhân của mọi người nha. 5 nhóm nha, lên 5 nhóm hoặc là 5 lần trên trang cá nhân của mọi người. Đúng không? Và bấm theo dõi Facebook của em. Em thấy hết tất cả mọi người, nhưng mà ai may mắn thì em sẽ gọi tên người đó. Em không phân biệt khách cũ hay là khách mới hay là bất kỳ ai. Cho nên là mọi người khỏi phải lo về cái việc đó ha. Nhưng mà người được tặng phải bấm theo dõi Facebook của em và đúng chia sẻ cho em đúng 5 lần thì em mới tặng nha mọi người ha. Đúng 5 lần thì em mới tặng nha. Chia sẻ cho em 5 lần. Chia sẻ bài cho em 5 lần. Đến 150 lượt xem em sẽ tặng tiếp cho 5 người nhận 5 món quà đó nha. Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho khách nha, nhưng mà em tặng là có hàng của em nè, em tặng là đẹp nha mọi người ha. Mọi người khỏi phải lo nha, ở trong đây là có khách cũ nè, rồi có khách mới của em nè. Em được tặng rồi thì em không được nữa nha. Em được tặng rồi thì em không được nữa nha Babylon Đỗ ơi, nhưng mà em chia sẻ giúp chị nha. Tiếp theo là áo của em nha. Tiếp theo là áo em đang mặc nha. Tiếp theo là tặng áo em đang mặc. 145 người rồi mọi người ơi. Bây giờ mọi người cứ không mình tặng giúp em đi ạ. Tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Nhanh lên mọi người ơi, chỉ còn thêm 12 người nữa thôi là chúng ta sẽ được tặng quà nữa rồi nha. Cho nên là mọi người khỏi phải lo nha. Mọi người em like đi trang cá nhân mọi người nha. Em tặng đàng hoàng nha. Em like lên trang cá nhân của em, ngày nào em cũng bán hàng cho nên là lâu lâu em mới tổ chức tặng cho mọi người nha, giống như là tri ân khách hàng của em thôi nha. Rồi 145 người rồi mọi người ơi, hãy view lên giúp em nha. Rồi đây, tiếp theo là món quà tiếp theo là của em tặng nha mọi người ha. Một cái áo trẻ và bệt vai như thế này nha. Một cái áo rớt vai như thế này nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh nha. Mọi người phối cái gì cũng đẹp hết nha. Bắt đầu em đọc mọi người nha. Em thấy chị Nguyễn Hà Nhi nè. Mọi người ơi, có nhiều người em không thể nhìn thấy comment của mọi người được. Cho nên là mọi người phải chia sẻ. Mọi người phải vô ấn Facebook, theo dõi Facebook của em và chấm cho em mấy cái bài mà mọi người á like vào cái trang của em, thì ví dụ như là những cái bài viết của em á, đúng không? Mọi người thích một cái thôi là tự động những tin nhắn của bạn
comment của bạn đang ở đây thì nó sẽ hiện lên, còn cái độ tương tác nó không cao thì nó không sẽ không hiện lên nha mọi người nha. Rồi em thấy anh Nguyễn nè, em thấy Hiệu Văn nè, em thấy em Sợ Định Mệnh nè, thấy Tuyền Nguyễn nè, em thấy chị Bích Giao Võ nha, em thấy chị Nguyễn Hà Nhi nha. Rồi mọi người ơi, bắt đầu nha, mọi người bắt đầu nha. Em đếm 1, 2, 3, em sẽ 1, 2, 3 em sẽ tặng cho mọi người tiếp nha. 1, 2, 3 này. Rồi mọi người ơi, tục tiêu rồi nha, tục tiêu rồi, 150 người em sẽ tặng cho mọi người ha. Bởi vì ở bên
chưa được tặng. À, em ơi, chia sẻ nhiều rồi chưa được tặng là bởi vì em không mình chị không thấy nha. Bởi vì em không mình chưa được thấy nha, chưa thấy nha. Rồi, bây giờ là 5 món quà tiếp theo. 5 món quà tiếp theo em sẽ tặng tất cả cho mọi người nha, 5 món quà tiếp theo nha. Hồi nãy giờ là 10 chị đã được rồi nha. 10 chị đã được tặng quà rồi nha. 10 chị đã được tặng quà rồi. Bây giờ tiếp theo nha. Tiếp theo 5 món quà tiếp theo này ai sẽ là người được tặng ha? 1 nè. Áo là bao đẹp luôn nha mọi người ơi. Áo nha, là áo là bao đẹp nha mọi người nha. Mọi người bây giờ mọi người chia sẻ cho em thêm một lần nữa nha. Chia sẻ 5 lần ấn theo dõi của em nha. 5 món quà này, một màu đầu tiên nha, màu thứ hai nha, màu thứ ba và màu thứ tư và màu thứ năm. Ai sẽ may mắn được tặng ạ? À? Ai sẽ may mắn được tặng nha? Ai sẽ may mắn được tặng? Các chị ấn theo dõi Facebook của em và chia sẻ 5 lần cho em nha. Chia sẻ 5 lần giúp em nha, em sẽ tặng quà cho mọi người nha. Đây là 5 món quà đầu tiên. Hôm nay em chỉ tặng 20 món quà thôi. Ngày mai em lại chơi tiếp 20 món quà nữa nha mọi người ha. Mọi người ấn theo dõi Facebook em để được tặng quà nha. Em sẽ tặng thường xuyên cho mọi người ha. Mọi người chia sẻ lại giúp em nha. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Mỗi một lượt chơi như vậy là trẻ chia sẻ 5 lần nha mọi người. Ấn theo dõi Facebook của em ha. Rồi mọi người comment tặng cộng số điện thoại giúp em đi nha. Mọi người ơi, tặng cộng số điện thoại giúp em ạ. À. Tặng cộng số điện thoại giúp em ha. Đây nha. Mọi người chụp cái mặt của em lại nha. Nếu như mà người nào được tặng nha mà em không có gửi nha, mọi người cho em sáng Facebook đêm nay luôn ha. Đó. Rồi. Mọi người ơi, tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Tặng cộng số điện thoại giúp em đi nha. Bây giờ là bill 300 lượt xem thì em mới tặng nữa nha mọi người ơi. Hồi nãy giờ là 10 món quà cho 10 bạn rồi nha. Những ai được tặng quà nha thì em nhắc lại thể lệ tặng nha. 5 người chia sẻ cho em 5 lần, ít nhất là 5 lần. Thứ hai là ấn theo dõi Facebook của em nha. Thứ ba là kết bạn với em rồi. Chỉ có như vậy thôi mọi người sẽ được tặng một món quà nha. Em đã tặng 10 người rồi nha. Bây giờ mọi người comment tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Đẩy bill lên giúp em nha. 300 người em sẽ tặng tiếp nha. 300 người em sẽ tặng tiếp cho 5 chị may mắn nữa nha. Rồi, 10 chị may mắn đã nhận được quà rồi. Còn mọi người thì sao? 10 chị may mắn đã được nhận quà rồi nha. Còn mọi người thì sao? Em còn 10 món quà nữa nha mọi người ơi. Em còn 10 món quà nữa nha. Em có thấy chị nha, Châm Lu ơi. Em thấy chị nha, chị Châm Lu. Em thấy nha, em thấy Hàng Thiên Di nha. Em thấy Hàng Thiên Di nha, em thấy Trần Minh nha, em thấy Hàng Thiên Di nha mọi người. Rồi, mọi người có mình tặng cộng số điện thoại giúp em. Tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Thấy Hương Nhân nha, thấy Nguyễn Như Quỳnh nha, thấy Hàng Thiên Như nha. Mọi người có mình tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Xem mọi người có đẩy được bill lên để được nhận quà không nào. Bây giờ chỉ có 188 người thôi nha mọi người ơi. Chỉ có 188 người thôi nha mọi người. Tặng cộng số điện thoại giúp em nha. Đẩy bill lên mọi người sẽ được tặng quà dễ gì. Mọi người không đẩy đúng không? Thể lệ để được nhận quà nha. Chia sẻ 5 lần. Không biết là vào trang cá nhân hay là vào đâu nha. Em chỉ cần chia sẻ 5 lần. Ấn theo dõi Facebook của em nha. Mọi người muốn được nhận quà, mọi người phải tương tác Facebook của em thì em mới thấy comment của mọi người nha. Nhiều khi em không đọc thấy comment của mọi người ạ. Rồi mọi người ơi, tặng cộng số điện thoại giúp em đi nha. Đẩy bill lên giúp em ạ. 5 món quà này em sẽ tặng cho mọi người nha. Mọi người ơi, đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Hôm nay em chỉ tặng thôi, em không bán nha mọi người hết. Ai muốn bán hàng thì xong, em tặng hết 20 món quà xong rồi em sẽ bán giá yêu thương cho mọi người luôn. Một hôm nay duy nhất thôi nha mọi người ha. Hôm nay duy nhất thôi, em sẽ bán hết tất tần tật giá yêu thương cho mọi người luôn ha. Em sẽ bán giá yêu thương cho mọi người luôn nha. Chưa bao giờ có một ngày mà em bán giá yêu thương như vậy cho mọi người luôn nha. Mọi người ơi, nhanh tay lên giúp em nha. Nhanh tay lên giúp em nha. 220 người rồi nha.
người nữa, mọi người đẩy view lên cho em nha. Tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Tặng kèm số điện thoại giúp em ạ. Tặng kèm số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Tặng kèm số điện thoại giúp em, nó rất là dễ luôn ạ. Rồi 230 lượt xem rồi nha mọi người ơi. 230 lượt xem rồi mọi người. Đẩy lên đi ạ. Giờ này các chị cũng rảnh rồi đúng không? 7 giờ 7 giờ 15, 7 giờ 20 rồi đúng không? Rồi em thấy Duy Mập nha, em thấy Vân Mây nha, em thấy Như Milo nha. Mọi người đẩy view lên đi, gần được rồi ạ. Em thấy Thu Phạm nha. Em thấy Thanh Thảo nha. Em thấy Nguyễn Cẩm Tiên nha. Em thấy Trần Minh nè. Thấy Hương Nhàn nè, thấy Trần Minh nha. Em thấy chị Bích Giao Võ nha. Mọi người ơi, tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Em thấy chị Phạm Hải nè. Em thấy chị Thanh Thảo nè. Em thấy chị Kim Dung nha. Mọi người ơi, nhanh nhanh nữa lên đi mọi người ơi. Rồi comment giúp em, tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Em thấy chị nha, Bích Giao Võ ơi, em thấy chị nha. Tặng kèm số điện thoại giúp em nha. Tặng kèm số điện thoại giúp em, hôm nay em chỉ có chơi thôi, em không có bán nha. Có bán thì sau lượt, sau lượt em tặng 30-20 món quà xong thì em sẽ bán nha. Ai có nhu cầu em sẽ bán, em sẽ bán giá cực kỳ yêu thương cho mọi người luôn ha. Rồi thấy Phong Mây nha. Thấy Ly Ha Lê nè. Em thấy bé ngốc, à bẹp ngốc nè. Thấy Hương Nhàn nè, thấy Phong Mây nha. Mọi người ơi, nhanh tay lên, nhanh tay nhìn, nhanh đây, nhanh tay lên, sắp 30 lượt xem, 300 lượt xem rồi ạ. Em nói lại thể lệ cho mọi người được nhận quà nha. Em nói lại thể lệ mọi người được nhận quà nha. Cái thứ nhất, mọi người chia sẻ cho em 5 lần. Cái thứ hai, ấn theo dõi Facebook của em và kết bạn với em nha. Nếu như sau cuối live, sau cuối cái live tặng quà này, mọi người không làm đúng 3 bước như vậy thì em sẽ không tặng nha. Em phải kiểm tra xong rồi em mới tặng nha mọi người ơi. Nha, em sẽ kiểm tra rồi em mới tặng nha. Rồi em bắt đầu đọc tên cho chị nào may mắn nhất nha. Em bắt đầu đọc tên nha, 300 lượt xem rồi nha. Em sẽ bắt đầu đọc tên nè. Chị Lan Lê là người được tặng đầu tiên nha. Chị Lan Lê comment cho em địa chỉ nha. Chị Lê Lan ơi, comment cho em xin, comment cho em xin thông tin địa chỉ nha. Để em có địa chỉ gửi quà cho chị nha chị yêu ơi. Người thứ hai được tặng nha. Há Kifa comment địa chỉ lên cho em. Há Kifa comment địa chỉ lên cho em nha. Há Kifa comment địa chỉ lên cho em nha. Há Kifa comment địa chỉ lên cho em ạ. Người thứ hai nha, người thứ ba. Bích Giao Võ comment địa chỉ lên cho em nha. Bích Giao Võ là người được tặng thứ ba nha mọi người ơi. Rồi vẫn còn hai món quà nữa mọi người à, tiếp tục đi ạ. Không ói bụi nha, comment cho em điện số điện thoại lên nha, comment cho em số điện thoại lên nha, comment cho em số điện thoại lên ạ. Comment cho em số điện thoại lên nha. Không ói bụi, comment cho em số, à comment cho em địa chỉ nha. Comment cho em xin địa chỉ nha. Rồi món quà thứ tư, thứ năm. Comment cho em đi ạ, mọi người comment lên giúp em nha. Học cách chấp nhận. Học cách chấp nhận, comment số điện thoại, à sao comment địa chỉ lên cho em nha. Rồi những người đọc tên là đã có quà rồi nha. Bây giờ mọi người lên bill cho em nha, 500 lượt xem. 500 lượt xem em sẽ tặng thêm cho tiếp cho mọi người 5 món quà nữa nha. Mọi người chia sẻ nè. Em đọc lại thể lệ được nhận quà nha, thể lệ được nhận quà nha. Chia sẻ giúp em 5 lần nha. Chia sẻ giúp em 5 lần. Theo dõi Facebook của em và kết bạn cho em, kết bạn với em nha. Thì mọi người sẽ được tặng quà nha. Mọi người kéo view lên đi, 500 lượt xem em sẽ tặng tiếp cho mọi người ha. Em sẽ bốc bất kỳ em tặng nha các chị ơi.
Tặng anh số điện thoại giúp em.